Chào mừng các bạn đã đến với YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Thì ở đây mình đang có một sản phẩm tầm trung nhất của Xiaomi ra mắt trong sự kiện ngày hôm nay, đấy là Xiaomi Mi A3. Và đây cũng sẽ là một sản phẩm mà có lẽ là các bạn Mi fan đang chờ đợi nhất. Cái dòng A thì từ trước đến nay cũng luôn là cái dòng mà được nhiều người săn đón nhất, bởi vì nó được chạy thuần Google. Chia sẻ một chút về thiết kế của chiếc máy này thì đây sẽ là cái sản phẩm dòng A được thay đổi nhiều nhất ở phần thiết kế. Nó sẽ không còn là sử dụng cái kim loại nguyên khối như cái thế hệ A1 và A2, mà nó sẽ được trang bị cái mặt lưng kính ở phía đằng sau. Và theo như những chia sẻ của Xiaomi thì nó sẽ là kính Corning Gorilla thế hệ thứ 5, và nó sẽ được trang bị cho cả mặt trước và cả mặt sau. Và cái màu sắc được gọi trên những chiếc máy này thì nó cũng khá là hay ho. Chúng ta sẽ có màu sắc là hơn cả trắng, không chỉ xanh, và cái màu xám thì nó là đây, màu xám đây thì nó sẽ là một loại xám. Phía trên đây thì chúng ta sẽ có bộ 3 camera với độ phân giải 48 MP cho camera chính, chúng ta có 8 MP cho camera góc siêu rộng, và cuối cùng là camera đo độ sâu trường ảnh để mang lại cho các bạn những cái chế độ chụp hình 6 phông. Quay ra với mặt trước đi thì ở đây các bạn sẽ có màn hình với kích thước là 6.1 inch, nhưng mà mình hơi thắc mắc một chút, đấy là với hai sản phẩm trước thì chúng ta có màn hình độ phân giải là Full HD, thì cái chiếc máy này nó sẽ chỉ có màn hình độ phân giải là HD cộng mà thôi. Rõ ràng những cái trải nghiệm về màn hình của các bạn thì nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều từ Full HD xuống HD. Có thể là từ 2K với Full HD thì nó chênh nhau không nhiều, bởi vì các bạn sẽ rất khó để phân biệt được cái vấn đề này, nhưng mà từ Full HD xuống HD cộng thì đây sẽ là một cái vấn đề mà cần phải suy nghĩ nhiều ấy. Và chia sẻ về mức giá của chiếc máy này thì nó sẽ có mức giá ở thị trường Việt Nam là 5.990.000 cho phiên bản 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Ngoài cái phiên bản này ra thì chưa thấy Xiaomi nhắc đến là chúng ta có 6GB hay không, hay là có 128GB bộ nhớ trong hay không, mà hiện tại chỉ có cái phiên bản này thôi, nên là mình cũng sẽ chỉ chia sẻ với các bạn về vấn đề đấy. Cấu hình bên trong thì chúng ta sẽ có Snapdragon 665, chúng ta có 4GB vừa nói xong rồi cả mức giá luôn. Bên trong đây thì mình sẽ đi sâu vào trong cái phần đấy là setting để cho các bạn có thể xem. Thì như đại diện của Xiaomi có chia sẻ, đấy là khi mà bán ra cái chiếc Xiaomi Mi A3 này thì các bạn cũng sẽ có sẵn Android Q, và nó cũng sẽ là một trong những chiếc máy được sử dụng Android Q sớm nhất. Chúng ta cũng sẽ không có gì phải ngạc nhiên, bởi vì đây là một sản phẩm được chạy Android thuần, nên là việc nó được update cũng như là nó được sử dụng một cái hệ điều hành mới một cách nhanh chóng, nó cũng là một điều là quá là bình thường luôn. Bên trên thì nó vẫn sẽ là thiết kế hạt mưa nha các bạn, không phải giọt nước đâu, đây là thiết kế hạt mưa. Thế thôi, nói chung là khi mà có được cái chiếc máy này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn kỹ hơn về camera, cũng như là về những cái thứ liên quan đến hiệu năng, nói chung là các thứ luôn. Và trên đấy là video mình trên tay đến các bạn về chiếc Xiaomi Mi A3 tại sự kiện ra mắt của Xiaomi. Các bạn thấy sao về sản phẩm này, nếu như so với những thế hệ Xiaomi A trước đây thì các bạn có ấn tượng với nó hay không? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Xin chào các bạn trong những video lần sau.